Hạnh phúc gia đình là tình cảm thiêng liêng bất diệt. Có những người ao ước mà chẳng được, vậy mà có những kẻ lãng phí bỏ rơi đi. Để rồi những đứa con của họ sẽ ra sao? Hạnh phúc mới có thực sự làm họ vui vẻ? Cảm ơn luật sư. Được rồi, anh chị đi về đi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Bố ơi, bố bảo mẹ ở lại đây đi. Con gái, con ở lại mạnh khỏe nhé. Mẹ đi đây. Bố ơi, bố bảo mẹ ở lại đây với con đi. Con không muốn mọi chuyện như vậy đâu. 5 tháng sau. Cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng mình cũng có được cô ấy. Mình hạnh phúc quá. Mình nhớ mẹ quá. Cũng đã lâu rồi mình chưa được gặp con bé. Không biết bây giờ nó sống như thế nào rồi nhỉ? Mình lo quá. Cục cưng của anh hôm nay sao thế? Thôi, có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào. Em nhớ mẹ quá, em không muốn ở với dì đâu. Yến, đi về nhà cho mẹ. Ai cho con tụ tập ở đây hả? Tí tuổi, học thì không học, yêu với giả đương. Mẹ có đi về ngay không thì bảo. Con thích làm gì là việc của con, cô không cần quan tâm. Đi về ngay. Mình đi thôi anh. Mày giống y như mẹ mày, chỉ nghĩ đến trai mà thôi. Em à, anh có món quà muốn tặng em này. Này, thế em đã chuẩn bị đầy đủ số tiền đấy chưa? Từ lúc bố đưa dì về, bà ấy quản hết tiền của em rồi. Thôi được rồi, lại đây anh chỉ cách cho. Ok ok, cách này hay đó. Thôi được rồi, để em về làm luôn. Không biết cách Tần bảo cho Yến là gì, nhưng khi về đến nhà, Yến có vẻ mặt không vui cho lắm. Rồi cô quyết định cầm điện thoại lên và gọi. Alo, bố à, bố có tiền không? Bố cho con một ít đi. Bố đang ở công ty, đang bận nhá. Con xin tiền mẹ con ý. Dạ vâng ạ. Sao vậy con? Bố bảo dì cho con tiền để con đóng học. Tiền gì? Vừa hôm trước tao đóng cho mày xong, hôm nay lại xin. Để tao phải gọi cho cô giáo mày mới được. Hả? Thôi chết rồi. Dạ, không không, tiền học hôm trước bọn em thu rồi mà. Mày lại mang tiền cho dai đúng không? Dạ, không phải đâu ạ. Alo, anh à, anh về nhà ngay đi, có việc gấp. Hôm nay mày no đòn với bố mày rồi con ạ. Cái Yến, nó lại giả vờ xin tiền em để đem đi cho dai đấy anh ạ. Yến, mọi chuyện là như nào vậy con? Dạ, dạ, mọi chuyện là... Dạ cái gì mà dạ? Em vừa gọi cho cô giáo rồi, có phải đóng tiền học nữa đâu. Anh đừng chịu con nữa, phải phạt cho nó nhớ. Về phòng viết 100 bản kiểm điểm cho bố, nhanh. Học đầu ra cái thói vớ va vớ vẩn. Mình phải làm gì để có tiền bây giờ? À, mình sẽ bán hết đống đồ này, kiểu gì cũng có tiền. Không biết Yến đang có ý đồ gì mà tiền đối với cô quan trọng đến như vậy. Cô phải bán hết đồ trang sức của mình để lấy tiền. Liệu có bí mật gì đằng sau câu chuyện này chăng? Ây, chỗ tiền này chắc cũng đủ rồi đấy. À, à, con mồi ngon đây rồi. Mình lem, mình lem. 1, 2, 3, 4. Ôi, cướp, cướp tôi với. Cướp, cướp. Làm ơn trả tiền cho tôi đi mà. Tại sao lại độc ác như vậy chứ? Tiền của tôi mà. Giờ thì biết kiếm đâu ra tiền đây. Vợ ơi, anh để tiền ở trong này nhé. Vâng ạ, anh cứ để đấy cho em. Tại sao bố mẹ lại để tiền ở kia cơ chứ? Quả này thì có tiền rồi. Không có ai rồi, mình phải cầm tiền chuồn ngay thôi.
con lấy trộm tiền đi đâu. Dạ không phải đâu ạ. Không phải con. Còn có nói không, lấy tiền làm gì? Sao dạo này con hư thế hả? Kìa em, sao lại đánh con như thế? Em phải hỏi cho rõ mọi chuyện đã chứ. Anh đi mà hỏi nói, nó ăn cắp tiền đây này. Yến, có phải con ăn cắp tiền không hả? Dạ không phải ạ. Con thật sự không muốn như vậy đâu. Yến đang cắp tiền để mang cho Giai đấy anh ạ. Anh đừng tin lời nó. Có phải như vậy không hả Yến? Sao con lại đổ đốn như vậy chứ? Không phải đâu bố ơi. Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Con chỉ muốn tặng mẹ một món quà thôi mà. Nhưng con sợ bố với dì không cho, nên con mới phải làm như vậy. Thôi bố hiểu mọi chuyện rồi. Bố thương, bố thương. Dì xin lỗi con nha. Dì đã trách nhầm con rồi. Cô bỏ tôi ra. Thôi được rồi, con cầm lấy số tiền này đi mua quà mà tặng cho mẹ đi nha. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bố. Em lại trách nhầm con rồi anh ạ. Thôi không sao đâu em. Hiểu nhầm là chuyện bình thường. Mà bây giờ anh phải ra ngoài có chút việc đây. Vâng, anh đi đi ạ. Vừa dứt lời, Yến liền chạy đến chỗ mẹ ruột của mình. Và theo sau luôn là ánh mắt của Linh. Cô con gái vội vàng ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ quên mất hôm nay là ngày gì rồi à. Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Con có món quà tặng cho mẹ này, mẹ có thích không? Đúng là con gái của mẹ, con vẫn đáng yêu như ngày nào.